Rồi chào tất cả các bạn nha. Nay do tất cả các bạn quay lại kênh giải trí tổng hợp của Ba Phi Mặc Dù nha các bạn. Hôm nay cũng cuối năm rồi, mình tổng kết cái dàn máy mình đem ra, mình vệ sinh với mình test lại. Mình vệ sinh dọn dẹp đựng Tết, phục vụ mấy ngày Tết cho mấy anh em nha các bạn. Sẵn đây mình test một chút, là mình test mình thử cái bộ mới này các bạn. Cái này là mình đang xử lý cái là bộ xử lý âm thanh, còn mình một chút mình thử là mình test với cái code server nha các bạn. Đây là code server các bạn. Một chút là mình không có xài bộ xử lý âm thanh nữa, mình thử cái sử dụng code server này cho các bạn biết như nhận thức ra cái nào là nghe hay hơn nha các bạn. Đây là cái hình nhận máy mình cũng, này là cái bộ xử lý âm thanh nha các bạn. Còn này là micro vạch chính, này men MBL 9550 các bạn. Mixer Epic Sonrad F8 nha. Đây, có hình dạng máy của mình nè. Hôm nay mình chuẩn bị coi nó khắc phục những cái bị nào nó bị lỗi á. Đó. Vậy tín hiệu là mình đi từ main nha, một sub 2 full noise nha các bạn. Đây là cái full noise. Sub này sub 5 tắc nha các bạn, của BA của Thái. Này là mình mới đổi lại bữa hổm. Đấy, cho các bạn coi đường tín hiệu của dây luôn nha. Đây là dây này truyền bên full kia qua bên full đây, còn này về sub nè. Đó, dây lò. À, bây giờ mình test thử các bạn lưu ý nha. Cái Epic Sonrad FX8 mà mình bắt các bạn thấy cái đường lai nhạc không? Hai cái lai nhạc các bạn lưu ý giùm mình chỗ này nha. Để em bật lên. Đó, hai cái đường lai nhạc này các bạn. Còn đây là cái lai hai lai micro nha các bạn. Đây là nhạc các bạn nhìn nè. Để làm sao quay cận cảnh cho các bạn thấy cái dàn máy nè. Đó, cái là nhạc các bạn nhìn kỹ rồi. Chép thì mình đẩy 12 giờ, còn bass trung rồi nó cũng ngang ngửa nha các bạn. Còn gain là mình đẩy cái mức cái độ để mình qua trước, mình quay cho các bạn thấy rõ. Rồi cái mixer nè. Đó, hai cái đường gain này các bạn thấy mở thấp nha các bạn. Mở mới vừa qua số 0 chút xíu nha các bạn. Nó còn dây đầu chạc cũng như trang. Mình test cho các bạn cảm nhận thử giữa cái bộ xử lý âm thanh với cái code server nha các bạn. Còn cái bộ xử lý âm thanh này mình cũng để là cái bộ xử lý âm thanh thì mình không nói. Còn main thì mình để là các bạn thấy không? Đó, main là mình để mức có 9 giờ, bên sub bên full là cũng nhau y chang nha các bạn. Nè, bên này là bên full nè, bên này sub nè. Đó, mình để 9 giờ nha. Để 9 giờ mình mở cái mức âm thanh các bạn nghe cảm nhận. Mình mở bây giờ là mình hiện tại mình là sử dụng cái bộ xử lý trước nha các bạn. Là mình test thử cho các bạn nè. Mình đẩy cái nhạc lên nè. Đó, mình đẩy cái nhạc lên nè các bạn nghe nè. Đó, mình đẩy. Đó, các bạn thấy không? Mình đẩy lên mức 10 là hát lớn nè, phải không? Cho mức số 5 các bạn. Hai cái like đẩy mức số 5 nè các bạn nghe. Cái âm bass với cái sub như thế nào, một chút mình qua cái có nha các bạn. Đây là bộ xử lý của Audio Tâm Tài nha các bạn. Đó là mình đang hát với cái bộ xử lý âm thanh nha các bạn. Thank you.
micro cái bộ xử lý âm thanh này nó có 301 các bạn, nó là bên code với lọc với có bộ xử lý chống hú các bạn. Giờ mình thử cái bộ xử lý âm thanh này trước nha. Leo leo 1 2 leo 1 2 6 6 leo 1 2 2. Đó các bạn thấy không? Mình đang để cái live mic ở mức số 5 các bạn. Đó, một chút là mình qua cái code các bạn coi như so phân biệt giữa cái bộ xử lý âm thanh với code server nha các bạn. Leo leo 1 2 2 6 leo leo leo. Leo to khói làm gì? Leo 1 2 leo 1 2 6 leo leo 1 2 6 quá bi thoa tôi về của họ không tin nhân múc em như một năm tháng lúa mình em tôi nhớ đến xưa bà ba trên lưng châu nước giờ đâu mà thấy nha. Cái lời nhạc này mình để cái lời nhạc là mình để mức số 5 các bạn, mà nghe một chút là mắt các bạn nghe là nói chung là có ai theo dõi cái video chiếu clip này các bạn mới nhận thức là được nha. Đó mình đẩy mức số 5 nè, tổng máy đó. Đây là tổng máy mình đẩy lên maximum nha các bạn. Đó. Rồi cho các bạn coi lại lần nè. Đó, bên full nè, bên sub nè, mình mở mức 9 giờ chứ mình không đẩy hết nha các bạn. Đẩy hết tụi nhẹp lo. Rồi giờ mình tắt nha các bạn. Đó các bạn để giờ mình tắt, mình gắn cái code server vô nha các bạn. À, đây là code server 227XL nha các bạn. Đó, giờ mình test thử cái giữa cái bộ code server với bộ xử lý âm thanh các bạn nghe cảm nhận khác như chỗ nó như thế nào nha, cái nào hay nha. Bây giờ mình rút dây ra các bạn. Mình rút dây code server của cái bộ xử lý âm thanh ra các bạn. Đây là cổng sub nè các bạn. Đây là cổng sub nha. Đây là cổng sub. Sub cái này lâu quá mình không sử dụng quên mẹ rồi. Đây là cổng sub nè các bạn. Đó, mình ghim vô cổng sub nha. Giờ mình tháo cái bình bộ xử lý full nè, dây sub nè các bạn. Đó, nó lên tới đây còn dây full nè các bạn. Dây full nè, dây full là mình gắn bên hi.
Nhìn 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 mừng cái gì nhìn 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 rồi không biết lâu quá mình không sử dụng. Tết mẹ còn cổng ao cổng u rồi, giờ mình bật men lên nha các bạn. Nè men giờ mình cũng để mất 9 giờ nha các bạn. Đó đó, men mình vẫn để mất 9 giờ nha, các bạn thấy không, 9 giờ đó đèn nha các bạn. Giờ mình test thử coi. Đó, cho các bạn coi lại lần nữa nha. Nè, đây là code server 227XL nha các bạn. Nó vậy là mình câu hết ráo rồi nha các bạn. Đó, 4 dây cộng full sub với out ra. Hai này lên mixer các bạn. Rồi xuống men. Mình lên nhạc mình test thử một đoạn à. Hồi nãy cái mức lai nhạc này là mình để nè cái bộ xử lý âm thanh, giờ mình không xài mình tắt luôn nha cho các bạn thấy nè. Đó, nó hết cháy đèn nha, mà mở lên nó cháy đèn nè. Đó các bạn thấy không? Giờ tắt nè, không xử lý, không sử dụng cái này nữa. Giờ mình test nè, hồi nãy cái đường lai nhạc là cái kia là mình đẩy lên mức số 5 là mình nghe cũng lớn rồi phải không các bạn? Đó. Có server là mình cũng chỉnh cũng đúng như tiêu chuẩn của mấy nhà mà sản xuất nó đưa ra nha các bạn. Nó cũng có hướng dẫn chỉnh sử dụng là mức độ nào nha các bạn, là cái mấy giờ là mình để đúng vị trí luôn nha các bạn. Đó mà các bạn nghe âm thanh nó quá nhỏ. Nè cái là nhạc là mình đẩy lên tới mức số 5 à, mà nhạc nghe nó nhỏ hơn cái bộ xử lý âm thanh khác nhiều không các bạn. Mình đẩy lên hết nó cũng không lớn được nhiều hết à. Đó các bạn thấy không, mình đẩy lên mức số 5 nè, nghe nó rất là nhỏ. Mình muốn lớn là mình phải đẩy cái thằng sub của cái thằng men này lên phải 12 giờ nó mới ra lớn nha các bạn. Bởi vậy rồi giờ tới mình thử test cái mì nha các bạn. Leo 1 2 6 6 leo. Đó các bạn nghe cái tiếng mì nó cũng đâu có lực đâu phải không? Nghe cái mì nó nhỏ xíu, cái tiếng mình ca nó không có lực. Nó nặng cái mì lắm. Với cái là nhạc nó cũng nhỏ nữa, nó quýnh ra nó không có chắc. Nó mà đẩy lên maximum luôn nè. Maximum hết luôn nè. Đó. Đó mà cái tiếng nhạc nó ra nó yếu xìu rồi các bạn cảm nhận thấy rõ không? Đó mà đẩy lên maximum hết luôn nha. Vậy cái men thôi, cái men là mình để với mức 9 giờ nha các bạn. Nãy cái tại mình xử lý cái này, mình xài cái bộ xử lý này là mình cũng để 9 giờ. Chứ giờ mình đẩy lên men ra là vẫn lớn nhưng mà nó hư, nó ảnh hưởng tới cái lò, nó mau hư lò giống các bạn. Đó, mình đẩy lên maximum lớn luôn nè. Gain thì mình cũng để gain vậy nha các bạn. Nó gain mình để mức vậy luôn. Đó, các bạn cảm nhận thấy nha. Rồi mình test vậy cho các bạn phân biệt giữa cái bộ xử lý âm thanh với có server nó khác biệt hoàn toàn như chỗ nào nha các bạn. Các bạn nếu mà coi hết cái clip này các bạn sẽ biết nên đầu tư là mua, các bạn mua cái bộ xử lý âm thanh này ở thành phố á, chứ đừng có xài quanh số này kia. Có thấy mấy dạng nó xài quanh số rồi lọc đoạn này kia nó rườm rà, mà thật tế cái tiền nó rất là, chi phí nó rất là cao. Mình đơn giản thôi, cấu hình của mình vậy. Rồi bây giờ mình trả lại vị trí cũ nha các bạn. Giờ mình quýnh cái bộ xử lý nha các bạn. Mình gắn qua bộ xử lý đó ạ. Rồi. Bộ xử lý đây. Mình bật bộ xử lý lên các bạn. Rồi men mở lên luôn nè.
Rồi, nghe là mình để 9 giờ trang cũ luôn, cu như ý luôn. Rồi, lên nhạc. Bạn nghe là biết liền à. Nói không? Cái này mình mới nhích lên chút xíu à. Mà nghe mức cỡ bằng hồi nãy mà đẩy maximum các bạn. Nó nằm lại mà các bạn nghe nghe tí lực nè, còn mi mình để trang như nãy cái bên cái có server 223XL à. Nè tiếng mi vẫn cần nghe lực. Lưu 1 2 lưu 1 2 6. Đó các bạn cảm nhận nghe tiếng nó lực không? Lưu lưu 1 2 cho miếng echo lên. Lưu lưu 1 2 6. Lưu lưu 1 2 2. Nay mình test thử các bạn có gì các bạn cũng góp ý cho mình nha. Rồi giờ mình thử mình test bài thử các bạn. Mình hát thì nó dở các bạn đừng ném đá nha. Lêu lêu 1 2 6. Lêu lêu 1 2 lêu 1 2 6 lêu. Chúc về tôi hát khúc rắc ca, chúc cho sớm cô đơn xa. Đời vui dù lúa ê hề, cái trái việc dường tôi tốn sớm xe. Xuân này tôi chúc cho xôi da, chú hai phát tài người đã ba xa. Vì năm cuộc lúc mấy mùa tới, mùa đất say thiên nhà tất tầm hồng gian. Vui hay cái tết đã biết dường, mỗi đồ xuân về trong lá là ta. Ai như đu quảnh như cơ đơn, lấy chồng miền xa, chết về thăm nhà ông xã cũng về theo hà nha. Léo người dân, hát câu đó thật được người dân. Về nhìn đám cưới lần đất, chú quá miệng dường cứ đúng lớn xuống nghe. Còn cây tắt lèo hôn cỏ tre, em hát câu về tắt cỏ em nghe. Thank you.
trời bóng dùng xe xuống đầy cơ chúc cho tuổi già chú hai khoan tài ngôi xe ba xa vì khi nắng cùng chúng quay hồ tơn mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia vui thay cây thân đã miền quê mỗi độ xuân về rộn rã làng ta ai như cô bảy với cô ba lấy chồng miền xa tết về thăm nhà ông xã cũng về theo ở nhà sống này hết nghèo người dân hát câu đó cần được người dân về đến cá sĩ hay đừng tình vui quá miệt trường đưa đơn lái xuồng còn đây đất lẻo còn tre anh ăn câu về ăn cọc em nghe còn đây lắc lẻo còn tre anh ăn câu về anh cọc em nghe. Anh đi xa cũng mong về nhà, tôi đây hai tiếng miền Tây, lòng đã khi nghe xuân về về bay. Tết đã về, xuân đã về, nào ta được ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm nay, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. Xin chúc cho miền Tây đẹp giàu, từ Long An đến cuối Cà Mau. Xin chúc cho miền Tây quê nhà. Nhà phố xa qua bến xe Hậu Giang sông Tiền về Long Tiền ai nhớ Hà Tiên xuống đất thi miền Tây quê mình xuống thắp thành cho người miền Tây chúc Long An Hậu Giang đẹp giàu đón từng hạnh phúc đến từng xưa chúc những Long bến xe một nhà chúc mong bà mạnh khỏe sống lâu. Chúng đã được đăng đàn, chúng ta năm cao đáng tháng mười, ván với trời đầu xuân năm mới. Chúng dân dân Hậu Giang phát tài, đô thông hoài miền đất Cần Thơ. Chúng Bạc Liêu cá cơm dập dùm, ai cũng giàu như công tử Bạc Liêu. Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền Tây. Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền Tây. Lưu một hai ba lưu một.
âm thanh rồi chứ hát nó quớt. Ta là ngồi bên nhau, nghe nước trôi qua cầu, anh nhìn bóng đôi đầu. Trong hơi sương chỉ hơi ấm cùng nhau, có tiếng người thầm quên cho chúng mình nào nào. Nhớ những hôm sang hồng, ta hẹn hò giống chơi. Em có ngày mưa dài, anh thì mới lên. Ta lên đồi cao, đầy hoa lá vàng tươi. Hai tay nhẹ còn sống, hai đứa mình chỉ thôi. Ôi tháng năm đã xa đầu tuổi thơ, nhớ thương mấy mong chờ anh lập lập kiếp trong mơ. Những phút giây đều thơ dòng đời buông xuôi. Hãy vào cuộc đưa trong nhịp đời chơi vơi. Trôi qua cầu, bình bình bông bông bông. Trong hơi sương đông, chỉ hơi ấm cùng nhau. Có tiếng ai thắp hương cho chúng mình nào. Nhớ những năm tan học, ta hẹn hò dòng chơi. Đến đón khi thơ dài, anh đi với đèn. Ta lên một lời căng, đầy hoa lá vàng tươi. Thấy trái cây còn sống, hai đứa mình chia đôi. Ôi tháng năm đã xa lắm, mãi vòng tôi nhớ. Nhớ thương anh đó mong chờ, anh vẫn còn tìm kiếm trong mơ. Những phút giây đêm theo dòng đời buông xuôi. Ta kết xa nhau rồi, hơn mười mấy năm rồi. Ôi cùng trời tuổi thơ, cùng bóng dáng ngày xưa. Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Ôi cùng trời tuổi thơ, cùng bóng dáng ngày xưa. Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi.